Vật thể nào sáng nhất hệ mặt trời? Ngôi sao nào sáng nhất bầu trời đêm? Vật thể nào sáng nhất vũ trụ? Thật thú vị là mỗi câu hỏi lại cho ta những đáp số khác nhau. Mặt trời là ngôi sao duy nhất trong hệ mặt trời. Dĩ nhiên, nó cũng là ông vua ánh sáng trong thái dương hệ. Nhưng vào ban đêm, khi mặt trời lặn xuống phía sau đường chân trời, bầu trời tăm tối được thắp sáng bởi những vì sao lấp lánh. Khi đó, Sirius là ngôi sao sáng nhất khi quan sát từ trái đất. Nhưng nếu bạn có thể vượt ra khỏi tầm nhìn hạn hẹp từ trái đất để bước vào không gian bao la của vũ trụ, bạn sẽ bắt gặp vô số những thiên thể sáng hơn Sirius. Chẳng hạn như R136A1 hiện đang nắm giữ vị trí là ngôi sao sáng nhất vũ trụ mà con người biết đến. Nó sáng gấp 6,2 triệu lần độ sáng của mặt trời. Mặc dù có độ sáng lớn như vậy, nhưng nếu so sánh với vật thể sáng nhất vũ trụ, thì độ sáng của ngôi sao R136A1 chỉ được coi như một con đom đóm với ánh đèn cao áp. Bởi vì vật thể sáng nhất vũ trụ được biết đến có độ sáng gấp 500.000 tỷ lần độ sáng của mặt trời. Một con số khủng khiếp mà khiến ai cũng phải giật mình. Vậy đó là vật thể nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng đi tìm hiểu nhé! Những ngày gần đây, các trang báo lớn từ trong nước lẫn nước ngoài đều đăng tải thông tin liên quan đến vật thể sáng nhất vũ trụ vừa được phát hiện. Đó là chuẩn tinh J0529-4351. Nó được phát hiện ở khoảng cách rất xa, cách trái đất 12 tỷ năm ánh sáng. Nghĩa là nó có niên đại khi vũ trụ chỉ mới 1,8 tỷ năm tuổi. Ánh sáng của nó mất 12 tỷ năm để đến được trái đất. Và những gì chúng ta ghi nhận hôm nay thực tế đã xảy ra cách đây 12 tỷ năm trước. Ở thời điểm hiện tại, chuẩn tinh J0529-4251 hiện phá vỡ nhiều kỷ lục. Nó không chỉ là chuẩn tinh sáng nhất vũ trụ, mà còn là thiên thể sáng nhất được tìm thấy cho đến nay. Nhưng trước hết, tôi muốn chắc là bạn biết chuẩn tinh là gì. Được quan sát lần đầu tiên vào năm 1963 bởi nhà khoa học Mỹ gốc Hà Lan Martin Smith. Chuẩn tinh là trái tim của thiên hà đang hoạt động, được cung cấp năng lượng bởi lỗ đen siêu lớn đang ngấu nghiến vật chất ở trung tâm thiên hà. Vật chất khí và bụi bị hút vào khu vực xung quanh hố đen với tốc độ cực cao. Ma sát tạo ra bởi sự va chạm sinh ra nhiệt độ lên tới hàng nghìn tỷ độ C, khiến chúng phát sáng khủng khiếp. Ánh sáng này có thể được phát hiện bởi kính thiên văn và người ta gọi nó là chuẩn tinh. Các nhà khoa học cho biết, ánh sáng của chuẩn tinh có thể sáng hơn ánh sáng của tất cả các ngôi sao trong thiên hà chủ của nó cộng lại. Vì vậy, trong ấn tượng của chúng ta, chuẩn tinh là vật thể sáng nhất vũ trụ từng biết. Nhưng dường như, những chuẩn tinh đã được tìm thấy không là gì so với chuẩn tinh mới được phát hiện, J0529-4351. Nó vừa được xác nhận là chuẩn tinh sáng nhất trong số những chuẩn tinh, đồng thời cũng lập kỷ lục trở thành vật thể sáng nhất vũ trụ tính đến thời điểm tháng 2 năm 2024. Cũng giống như những chuẩn tinh khác, ở trung tâm của nó tồn tại một hố đen siêu khối lượng. Các thông số cho thấy, siêu hố đen ở trung tâm chuẩn tinh mới được phát hiện nặng gấp từ 17 đến 19 tỷ lần khối lượng mặt trời. Thật không khó để hình dung tốc độ háo ăn của một con quái vật như vậy. Nó đang nuốt một lượng vật chất lớn hơn mặt trời của chúng ta mỗi ngày. Mỗi năm, con quái vật tiêu thụ một lượng khí và bụi tương đương 370 lần mặt trời. Đây là hố đen đói ăn và cũng phát triển nhanh nhất chúng ta từng biết. Theo một nguyên tắc chung, khi hố đen bồi tụ vật chất càng nhanh, chuẩn tinh sẽ càng sáng. Khi chuẩn tinh ngấu nghiến lượng vật chất khổng lồ, tương đương một mặt trời mỗi ngày, đĩa bồi tụ có đường kính rộng khoảng 7 năm ánh sáng xung quanh nó bị nung nóng đến phát sáng và trở thành vật thể sáng nhất mà chúng ta từng quan sát. Ngoài ra, bạn có thể thấy một dòng tia sáng như thanh gươm từ trung tâm của lỗ đen. Đó là những hạt vật chất không bị tiêu thụ bởi hố đen. Chúng sẽ được dẫn tới cực của nó, bắn ra dưới dạng tia hạt ở gần vận tốc ánh sáng. Kết quả là,
Nếu bạn đem chuẩn tinh này đặt cạnh mặt trời của chúng ta, nó sẽ sáng gấp 500.000 tỷ lần mặt trời. Vâng, bạn không hề nghe nhầm đâu. Thật khó để tưởng tượng một vật thể sáng gấp 500.000 tỷ lần mặt trời sẽ trông như thế nào. Độ sáng của nó đã phá vỡ mọi kỷ lục để lên ngôi nắm giữ vị trí của kẻ dẫn đầu về độ sáng trong các chuẩn tinh cũng như toàn vũ trụ. Mặc dù mới được công bố, nhưng sự thật là ánh sáng rực rỡ của chuẩn tinh này đã được phát hiện từ cách đây hơn 40 năm trước. Vào năm 1980, khi các nhà thiên văn học khảo sát bầu trời phía Nam, họ đã nhận ra ánh sáng lạ. Nhưng nó quá sáng đến nỗi họ không nghĩ rằng đó là chuẩn tinh, mà là một ngôi sao nằm tương đối gần trái đất. Tuy nhiên, nhờ các kính thiên văn hiện đại, bản chất thực sự của chúng dần được sáng tỏ. Vào năm 2023, khi sử dụng kính viễn vọng 2,3 mét tại Đài Thiên văn Australia, các nhà thiên văn học mới nhận ra rằng đây là một chuẩn tinh. Trong khi đó, kính thiên văn rất lớn VLT ở Chile cũng vào cuộc kiểm tra và xác nhận đây là chuẩn tinh khổng lồ, không phải một ngôi sao. Độ sáng kinh ngạc của chuẩn tinh J0529-4251 đang đặt ra nhiều câu hỏi thú vị. Sự tồn tại của nó là rất khó giải thích. Chúng ta biết rằng, hố đen hình thành từ sự sụp đổ của một ngôi sao. Làm thế nào mà ngay thời điểm 1,8 tỷ năm sau khi vũ trụ hình thành, một hố đen khổng lồ nặng gấp 17 đến 19 tỷ lần mặt trời đã xuất hiện? Điều này dường như nằm ngoài những hiểu biết và tính toán của các nhà khoa học. Một vấn đề khác đó là, chuẩn tinh này tiêu thụ một lượng vật chất nhanh đến mức nó đến rất gần với giới hạn Eddington, điểm mà tại đó bức xạ nó phát ra sẽ đẩy khí và bụi đi, cắt đứt kho vật chất dự trữ của hố đen. May mắn là các nhà khoa học có những kính thiên văn có thể làm rất tốt công việc này, chẳng hạn như thiết bị Gravity được nâng cấp tại đài quan sát VLT. Thiết bị này sẽ cải thiện độ chính xác, có độ tương phản cao trên các vật thể sáng. Chuẩn tinh J0529-4351 cũng sẽ được nghiên cứu bởi kính viễn vọng cực lớn LT sắp ra mắt, hiện đang được xây dựng ở sa mạc Atacama. Các nhà nghiên cứu hy vọng rằng, bằng cách nghiên cứu các vật thể quái dị này, họ có thể vừa tìm hiểu được làm thế nào các chuẩn tinh phát triển đến kích thước không thể giải thích, vừa có thể phân biệt tốt hơn các quái vật với những ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ. Điều thú vị nhất trong thiên văn học là những kỷ lục liên tục bị phá vỡ và lặp lại một cách thường xuyên. Trước khi chuẩn tinh J0529-4215 được phát hiện, thì chuẩn tinh J215728.21 là chuẩn tinh sáng nhất. Nhưng giờ đây, nó đã bị xô đổ bởi phát hiện mới. Tuy nhiên, không biết chuẩn tinh J0529-4351 sẽ giữ được kỷ lục trong bao lâu và khi nào bị xô đổ. Bởi những chuẩn tinh được biết đến là hoạt động phổ biến hơn trong quá khứ xa xôi, mà kỷ nguyên đỉnh cao là khoảng 10 tỷ năm trước. Sự tập trung của nhiều chuẩn tinh có thể tạo ra một cấu trúc lớn nhất được biết đến trong vũ trụ. Và thật tuyệt vời nếu chúng ta tìm ra chúng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, các nhà khoa học sẽ có thêm nhiều những nghiên cứu mới để giúp nhân loại hiểu hơn về những vật thể siêu sáng trong vũ trụ được mang tên chuẩn tinh. Đến đây, video của Top Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn và bổ ích. Nếu thấy video này hữu ích, đừng quên like, share video để ủng hộ Top Thú Vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video sau. Thân ái chào tạm biệt.